Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 10 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Quảng Trạch. Kiểm tra hoạt động đo lường và ghi nhãn hàng hóa. Khó khăn về cơ sở vật chất ở trường mầm non Quảng Hợp. Nhằm giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi Thế hệ trẻ Quảng Bình tìm hiểu về di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua đó giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng đoàn kết, phấn đấu, chung sức xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Đối tượng dự thi là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên của quê hương Quảng Bình trên mọi miền Tổ quốc. Thể lệ và câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên website tinhdoan.quangbinh.gov.vn hoặc website của Sở Giáo dục và Đào tạo có địa chỉ sgddt.quangbinh.gov.vn. Bài dự thi xin gửi về Ban tuyên giáo tỉnh đoàn số 1B Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Thời hạn nhận bài dự thi từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 1 tháng 10, tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Tiến, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình gồm ông Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và bà Cao Thị Giang, đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp chủ tịch cử tri huyện Quảng Trạch trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo với cử tri nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11 năm 2019. Bày tỏ tâm tư nguyện vọng trước kỳ họp Quốc hội sắp tới, cử tri cả xã trên địa bàn huyện Quảng Trạch thể hiện sự tin tưởng vào những chủ trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời đánh giá cao hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội qua các kỳ họp gần đây. Cử tri đề nghị các cấp ngành quan tâm đến chế độ chính sách cho thương bệnh binh, người có công với cách mạng như điều kiện xét thương tật cho thương bệnh binh, hỗ trợ mai táng phí, quan tâm đầu tư hệ thống kênh mương thủy lợi cho sản xuất nông nghiệp. Cử tri cũng đề nghị các cấp ngành xem xét, giải quyết nhanh và thấu đáo các kiến nghị, đề xuất của cử tri. Một số vấn đề về quy hoạch đất đai, xây dựng nông thôn mới, phòng chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, đấu tranh với các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước cũng được cử tri huyện Quảng Trạch quan tâm gửi ý kiến đến đoàn đại biểu Quốc hội. Nhân dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao 200 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách và trao 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Quảng Trạch. Hôm qua ngày 30 tháng 9, Huyện ủy Bố Trạch đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Huyện ủy Bố Trạch về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung gồm chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch về thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Theo kế hoạch, thời gian tiến hành đại hội đảng bộ chi bộ bộ phận không quá một ngày, bắt đầu từ tháng 1 năm 2020, hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2020. Đại hội đại biểu đảng bộ chi bộ cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4 năm 2020, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bố Trạch dự kiến sẽ được tổ chức trước ngày 31 tháng 8 năm 2020. Vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ đội 589 trước ngày lên đường thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2019-2020 tại tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu cán bộ chiến sĩ đội 589 cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, giữ gìn mối quan hệ bền chặt với quân dân các bộ tộc Lào. Theo kế hoạch, trong mùa khô 2019-2020, đội 589 sẽ chia thành hai hướng để tìm kiếm, quy tập hai cột liệt sĩ tại địa bàn các huyện Bô La Pha, Say Bua Thong, Ma Hà Say, Nhôm Ma Lạt, Khun Khăm, Hình Bun và thị xã Tha Khẹt. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Lệ Thủy đã phối hợp tổ chức 50 buổi tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh tại các trường học trên địa bàn huyện. Với chủ đề An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai, các em học sinh đã được tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông, quy định trong xử lý các lỗi vi phạm thường gặp đối với học sinh như không đội mũ bảo hiểm, đi không đúng làn đường và chở quá số người quy định. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh. Hôm qua ngày 30 tháng 9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Thụy Sĩ, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn nước sạch và vệ sinh môi trường trong tình huống khẩn cấp. Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt một số nội dung gồm tổng quan về nước sạch và vệ sinh trong tình huống khẩn cấp, giới thiệu khu nước sạch vệ sinh, phương pháp lọc nước tại hồ gia đình, các biện pháp xử lý nước, thử chất lượng nước, trữ và phân phối nước, bảo quản thiết bị lọc nước. Lớp tập huấn về nước sạch và vệ sinh trong tình huống khẩn cấp là một trong những chương trình thuộc dự án nâng cao năng lực của cả cấp Hội Chữ thập đỏ trong quản lý rủi ro thiên tai, sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe trong tình huống khẩn cấp, do Hội Chữ thập đỏ Thụy Sĩ và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ, góp phần nâng cao năng lực cho các thành viên đội ứng phó thảm họa cả cấp trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đo lường chất lượng và ghi nhãn hàng hóa. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập 7 đoàn thanh tra, kiểm tra 26 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy, cả đơn vị doanh nghiệp đã chấp hành tốt những quy định về đo lường và đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi cung cấp cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng một số đơn vị doanh nghiệp vi phạm lỗi ghi nhãn hàng hóa, sử dụng phương tiện đo hệ thời hạn kiểm định. Đoàn kiểm tra đã tiến hành nhắc nhở, đồng thời lấy mẫu để phân tích chất lượng hàng hóa. Bên cạnh việc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành ở các lĩnh vực, Sở Khoa học và Công nghệ đã bố trí lực lượng tập trung kiểm tra phương tiện đo lường tại cơ sở sản xuất, chợ đầu mối, tăng cường công tác quản lý về chất lượng sản phẩm, ghi nhãn mác đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm được người tiêu dùng sử dụng với số lượng lớn, nhằm ngăn chặn các mặt hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường. Qua 5 năm triển khai tại tỉnh Quảng Bình, chương trình phòng chống tác hại thuốc lá đã đạt được một số kết quả tích cực. Nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã không còn khói thuốc. Tỷ lệ người dân hút thuốc giảm đáng kể. Thời gian qua, Ban chỉ đạo chương trình phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tác hại thuốc lá. Trong đó, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống tác hại thuốc lá đến cán bộ, giáo viên, học sinh ở các trường học và người lao động ở các xí nghiệp, cơ sở y tế, khu du lịch. Nhiều đơn vị đã triển khai thực hiện mô hình không khói thuốc như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Trường Trung cấp Y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền. Những năm qua, các thế hệ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hàng năm, Hội người cao tuổi các cấp đã phối hợp với các sở, ngành chức năng nhằm tìm kiếm nguồn hỗ trợ kinh phí để tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức và phương pháp bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới cho trên 25.000 lượt người cao tuổi. Từ năm 2018 đến nay, hội viên người cao tuổi trong tỉnh đã tham gia đóng góp hơn 121.000 ngày công lao động, hiện gần 341.000 mét vuông đất, ủng hộ trên 27 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Trong mới trên 59.100 cây xanh các loài, tích cực hưởng ứng phong trào thu gom rác thải, bảo vệ môi trường. Những năm qua, xã Đại Trạch huyện Bố Trạch đã có nhiều chính sách khuyến khích người dân phát triển nghề nuôi trồng thủy sản. Theo đó, xã Đại Trạch đã khuyến khích hỗ trợ người dân mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản, đưa các giống nuôi có giá trị kinh tế cao như ốc hương, tôm thẻ chân trắng vào thả nuôi, xây dựng vùng nuôi trồng thủy sản mặn lợ tập trung tại thôn Đồng Bắc, đồng thời chủ động nguồn giống phục vụ cho việc nuôi trồng và đáp ứng nhu cầu thị trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất. Hiện nay, xã Đại Trạch có hơn 76 hecta mặt nước nuôi trồng thủy sản, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt hơn 130 tấn trên một năm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mặc dù nhận được sự quan tâm của cả các cấp ngành trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tuy nhiên, do đặc thù của địa bàn miền núi, trường mầm non Quảng Hợp, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch vẫn gặp rất nhiều khó khăn do thiếu phòng học. Phản ánh của phóng viên thời sự. Hiện nay, trường mầm non Quảng Hợp có một điểm trường chính và 4 điểm trường lẻ nằm ở các thôn Thanh Xuân, Hợp Trung, Hợp Phú và Bưởi Rọi. Mặc dù điểm trường chính ở trung tâm xã đã được đầu tư nâng cấp, nhưng tại các điểm lẻ,
hệ thống phòng học, khu nhà bếp, khu nhà vệ sinh, phần lớn tạm bợ và đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Hiện tại là trường mầm non Quảng Hợp đang còn thiếu thốn nhiều, các điểm trường thì đang còn xa, cách xa khu vực trung tâm, có một số lớp là đã xuống cấp như sập nền, hay là sập trần, tường rào cũng đã lâu rồi thì cũng đã có xuống cấp, như điểm trường Thanh Xuân, thì trung tâm có 2 lớp và khu vực Tục Phú cũng đang xuống cấp. Để mà xây dựng cái trường đạt chuẩn thì đến dự kiến, nhà trường là dự kiến là đến năm 2021 là sẽ xây dựng đạt chuẩn quốc gia. Nhưng vì cơ sở vật chất như vậy thì không biết là với cái tiến độ như vậy thì có đạt được hay không. Năm học 2019-2020, trường mầm non Quảng Hợp có 14 nhóm lớp với 385 học sinh. Trong tổng số 14 phòng học thì có 7 phòng bán kiên cố. Cơ sở vật chất thiếu thốn đã làm ảnh hưởng đến công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ cũng như chất lượng giáo dục của nhà trường. Điều kiện học sinh ở đây là ở miền núi thì cũng rất khó khăn. Điều kiện sinh hoạt và điều kiện thu nhập của dân đây cũng thấp, nên là thời tiết không ủng hộ và thu nhập thấp, cho nên là làm trường rất khó khăn, cho nên cũng yêu cầu các cái mạnh thường quân hoặc cấp trên với nhà nước quan tâm giúp đỡ đến các cháu học sinh của trường mầm non xã Quảng Hợp, xây dựng trường lớp cho nó ổn định. Chính quyền địa phương cũng đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa giáo dục. Tuy nhiên, với đặc thù là một xã miền núi, kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao, nên việc huy động sức đóng góp của người dân để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp còn nhiều hạn chế. Năm qua là các sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo tỉnh, huyện đã hỗ trợ xây được cái khu vực trường trung tâm cơ bản khang trang. Nhưng mà đối với địa bàn Quảng Hợp thì lại đến 4 khu vực lẻ đã có những cái khu vực như Thanh Xuân là xây dựng nhà cấp 4 từ năm 2000 giờ. Hiện nay là ngói nhà dột, ngay cả cái khu vực trung tâm hiện nay đã có 2 phòng học đã xuống cấp trầm trọng. Đề nghị lên các cấp lãnh đạo, ủy ban nhân dân huyện, ủy ban tỉnh xem xét tạo điều kiện các cơ quan chức năng để hỗ trợ cái nguồn kinh phí cho một đơn vị để xây dựng cái đủ phòng học cho các cháu mầm non. Vì đối với Quảng Hợp là cái địa bàn đặc biệt khó khăn, để huy động sức dân mà xây dựng thì đang còn rất vất vả. Thì đây là một vấn đề mà xã đang rất trăn trở, mong sự hỗ trợ của các cấp. Dự báo thời tiết Quảng Bình, trưa về chiều ngày 1 tháng 10 năm 2019. Khu vực thị trấn Đông Lê mây thay đổi, không mưa, trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ, độ ẩm từ 50 đến 96%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, không mưa, trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ, độ ẩm từ 50 đến 97%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, không mưa, trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, độ ẩm từ 60 đến 97%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, không mưa, trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ, độ ẩm từ 51 đến 96%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, không mưa, trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, độ ẩm từ 61 đến 97%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, không mưa, trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm từ 58 đến 93%. Khu vực thị trấn Quán Hào mây thay đổi, không mưa, trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm từ 58 đến 93%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, không mưa, trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm từ 56 đến 97%. Dự báo thời tiết biển, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, biển